Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, liên quan đến cái tên CEO Đại Nam Phương Hằng đang thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai có buổi làm việc tiếp nhận bằng chứng của bà Trương Thị Việt Hà, người nhiều lần nộp đơn tố cáo YouTuber Long Ngô yêu cầu xử lý hình sự YouTuber này về hành vi bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà. Ngày 11 tháng 3, Công an huyện Trảng Bom đã có buổi làm việc tiếp nhận bằng chứng của bà Trương Thị Việt Hà, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến việc người này tố cáo ông Ngô Thanh Long, YouTuber Long Ngô, 37 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Bà Hà tố cáo YouTuber Long Ngô thường xuyên bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà. Tại buổi làm việc với Trung tá Nguyễn Văn Quyết, đội điều tra tổng hợp Công an huyện Trảng Bom, bà Hà cung cấp một USB chứa rất nhiều clip mà YouTuber Long Ngô thường xuyên bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà trong một thời gian dài. Sau khi tiếp nhận bằng chứng từ bà Hà, Công an huyện Trảng Bom đã lập biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử. Liên quan đến vụ việc này, tháng 12 năm 2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã có công văn trả lời liên quan đến các nội dung tố cáo của bà Trương Thị Việt Hà đối với YouTuber Long Ngô. Ông Long đã đưa hình ảnh của tôi và bôi nhọ nhân phẩm, vu khống tôi sản xuất phim Con Heo, trong khi tôi là nhà đầu tư sản xuất phim truyền hình game show theo đơn đặt hàng của mình, các đài như VTV, HTV, THVL, SCTV. Không dừng lại ở đó, ông Long còn bịa đặt tôi có 4 đời chồng, trong khi tôi chỉ có duy nhất 1 đời chồng, bà Hà nêu. Theo bà Hà, YouTuber Long Ngô đã có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật nhằm vu khống các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã có dấu hiệu của tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nguyện vọng của bà Hà là cần các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý kịp thời, vừa nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của ông Ngô Thanh Long, vừa góp phần răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội. Tương tự, bà Hà cũng tố cáo tài khoản YouTube Duyên Lê TV, bà Phương Hằng cũng có những hành vi bôi nhọ, vu khống, xúc phạm bà. Bà Hà cũng cho rằng hành vi của ông Long, bà Duyên Lê và bà Phương Hằng có dấu hiệu rõ ràng của các tội danh làm nhục người khác, tội vu khống và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bà Hà đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng xác minh thông tin để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Long, bà Duyên Lê nhằm bảo vệ danh dự nhân phẩm của bà cùng gia đình, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã làm việc với ông Ngô Thanh Long, tức YouTuber Long Ngô, vì liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi livestream tại buổi giao lưu do bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tổ chức hôm 14 tháng 11 năm 2021. Sau thời gian làm việc, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã quyết định xử phạt hành chính ông Long 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Tại buổi làm việc, ông Long đã thừa nhận hành vi sai phạm và chấp nhận quyết định xử phạt hành chính. Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận được 2 phiếu chuyển từ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an liên quan đến đơn thư của bà Hà tố cáo YouTuber Long Ngô vào tháng 3 và tháng 6 năm 2022. Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển cho Công an huyện Trảng Bom điều tra xử lý theo thẩm quyền. Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra xử lý liên quan đến nội dung tố cáo của bà Hà đối với YouTuber Long Ngô. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an huyện Trảng Bom giải thích, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc cho Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an được biết. Theo bà Hà, bà không quen biết, không có bất cứ mối quan hệ nào với YouTuber Long Ngô. Thế nhưng, YouTuber Long Ngô đã rất nhiều lần trong lúc livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam, đã bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, vu khống bà Hà và gia đình. Vụ việc của bà Phương Hằng và những đối tượng liên quan đã tốn không ít giấy mực của báo chí, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Liệu còn những nhân vật nào sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng điểm tên chỉ mặt trong vụ việc này? Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị khán giả. Tới đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.